cơm chiên trứng ăn với thịt nạc vai. Vội quá mà lại đói bụng nữa. Bắt cái chảo lên bếp lấy một ít thịt nạc xay vẫn còn đang nung đá ha các bạn. Bỏ một bên chảo, còn một bên thì bỏ thìa dầu ăn. Xách vào tí củ hành tím. Bên kia mình vẫn để miếng thịt nạc xay còn đông đá này các bạn, mình vẫn để như thế ở bên cạnh. Rồi trở ra phần nào mà nó tan được thì mình lấy ra bớt để một bên, rồi lại lăn miếng thịt xuống lấy bớt ra, rồi tiếp tục làm việc của mình. Cắt vào đây một tí ớt xanh, một phần ba thìa cà phê bột canh, 1 phần 3 thìa cà phê hạt nêm, 1 phần 3 thìa cà phê đường, 1 phần 3 thìa cà phê tiêu. Và tiếp tục lật ướp miếng thịt lên. Cái này nó tan được thì lấy ra. Một thìa canh xì dầu các bạn. Thì cà phê bột ngọt, mình đã hoàn thành cái món thịt nạc mà xào với cái ớt, cái tiêu. Cái này bỏ lên cơm ăn cũng rất ngon, hoặc là súp bánh tráng ăn cũng ngon lắm các bạn. Để nguyên cái chảo hồi nãy, cơm thì lấy cơm nguội ra rồi rã đông. Sau khi rã đông mình trộn với trứng, trộn với trứng với hạt nêm với tiêu với bột ngọt theo khẩu vị của gia đình mình đó các bạn. Cắt vào đây một cái ớt đỏ, sau đó bỏ vào cái chảo hồi nãy một xíu dầu ăn. Và mình chiên cho cái cơm này nó giòn vàng vừa phải. Mình xào cái cơm này lên cho nó vàng. Bật lửa lớn hết cỡ, chiên cho cái cơm này nó tơi đều ra và nó chín vàng, giống như mình nấu cơm gà các bạn. Một cơm tơi dẻo tốt, có gia vị cho nên là không có chiên cứng mà cũng không có chiên khô như là cơm chiên đâu nghe các bạn. Chỉ làm cho nó chín và sốt và tơi và chín cái trứng. Còn hạt cơm thì dẻo mềm. Đó, bây giờ là cơm của anh đã xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ trình bày. Cơm sau khi mà mình đã xào cho trứng chín và hột cơm dẻo tơi mềm sốt á, thì mình cái thịt nạc hồi nãy, thịt nạc xay hồi nãy các bạn, đó mình sẽ bỏ lên. Bữa cơm trưa nhà mình hôm nay đơn giản như thế này thôi á, nhưng mà rất là ngon. Trong nhà hết mắc dưa leo với lại cà chua đỏ, cà chua chín á, cho nên là anh lấy cái cà chua hơi hườm hườm á, ăn cho nó có
rau á cho nó dễ ăn. Sau thời gian vào bếp, mình đã hoàn thành cái món cơm chiên ăn với lại thịt nạc xay. Nếu mà các bạn thấy thích thì hãy lưu lại để tham khảo. Xin hãy chia sẻ và đăng ký kênh, tiếp thêm động lực mình sẽ làm thêm nhiều video hơn nữa gửi đến các bạn. Xin chào và xin cảm ơn.